Kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Một ngày mới và thật nhiều những điều tốt đẹp sẽ đến với quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta sẽ là xuất huyết tiêu hóa. Và quý vị cũng biết rồi đó, đường tiêu hóa rất là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Nhưng mà có nhiều lý do lắm, chứ không phải chỉ là ăn uống mà dẫn đến chúng ta bị xuất huyết tiêu hóa đâu. Vì vậy, hãy dành thời gian để có thể theo dõi những thông tin từ chương trình. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu phẩm quý vị nhé. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phần tư vấn từ phía tiến sĩ bác sĩ Ung Văn Việt để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chủ đề của chương trình, đó là xuất huyết tiêu hóa ạ. Xin chào bác sĩ. Chào Diễm Loan, chào quý khán giả đang xem chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết xuất huyết tiêu hóa là gì ạ? Vâng, xuất huyết tiêu hóa là một tình trạng chảy máu ra khỏi lòng mạch máu đến đường tiêu hóa từ thực quản cho tới hậu môn, được kêu là xuất huyết tiêu hóa. Dạ, và xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta có chia làm nhiều loại khác nhau hay không ạ? Thường thì xuất huyết tiêu hóa chia làm loại hai loại, xuất huyết tiêu hóa trên và xuất huyết tiêu hóa dưới. Tức là xuất huyết tiêu hóa trên là cái xuất huyết từ thực quản, dạ dày và đoạn đầu của ruột non, tức là tới gốc tá họng tràng. Rồi sau khi đón gốc tá họng tràng tới ruột non tới đại tràng được kêu là xuất huyết tiêu hóa dưới. Dạ, và cho tới ngày hôm nay thì chúng ta thấy những cái nguyên nhân nào thường có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa ạ? Bởi vì quý vị khán giả vẫn cứ nghĩ xuất huyết tiêu hóa là do ăn uống mà ra thôi ạ. Nguyên nhân chính chiếm khoảng 40% của xuất huyết tiêu hóa là do viêm loét dạ dày tá tràng. Đây cũng là nguyên nhân chính của cái chuyện xuất huyết tiêu hóa. Ngoài ra có một cái bệnh lý khác nữa là nó xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Tức là khi bệnh nhân vì nhiều bệnh lý khác nhau, ví dụ có thể là do xơ gan, cái hệ tĩnh mạch thực quản nó giãn ra rồi sau đó nó vỡ. Đây là một cái cấp cứu xuất huyết tiêu hóa nặng. Những cái nguyên nhân khác có thể xuất huyết tiêu hóa là do có thể u từ thực quản, từ dạ dày hoặc là từ tá tràng, nó có thể chảy máu, u hoặc polyp nó có thể chảy máu gây ra xuất huyết tiêu hóa. Còn ở ruột non thì có những nguyên nhân như là ví dụ như là túi thừa Meckel hoặc là những cái polyp ở ruột non nó gây ra xuất huyết tiêu hóa. Còn đối với khung đại tràng thì có thể có những cái nguyên nhân như là túi thừa đại tràng cũng có khả năng gây xuất huyết tiêu hóa. Khối u đại tràng cũng có khả năng biến chứng gây xuất huyết tiêu hóa, hoặc là một cái polyp của đại trực tràng vẫn có khả năng xuất huyết tiêu hóa. Và một bệnh khác cũng có thể gây xuất huyết tiêu hóa khung đại tràng, đó là viêm loét đại trực tràng xuất huyết. Và một cái hội chứng khác cũng có thể là gây ra xuất huyết tiêu hóa, ví dụ như khi chúng ta có thể ăn nhậu nhiều, chúng ta ói nhiều thì nó làm hư cái hệ mà nói chung giữa dạ dày và thực quản, nó làm rách cái hệ thống tĩnh mạch ở đây, nó làm ra xuất huyết tiêu hóa. Hoặc là bệnh nhân có thể uống nhầm một cái hóa chất nào đó cũng có khả năng gây ra xuất huyết tiêu hóa. Dạ, và làm sao để cho người bệnh có thể biết được là bản thân mình đang bị xuất huyết tiêu hóa ạ? Nó có những cái triệu chứng sau đây. Thứ nhất là bệnh nhân ói ra máu. Thường xuất huyết tiêu hóa là ói ra máu đỏ tươi. Cái lượng có thể từ vài ml tới vài trăm ml tùy theo nguyên nhân. Đó. Rồi triệu chứng tiếp theo nữa là bệnh nhân có thể đi cầu ra máu đỏ tươi hoặc là đi cầu phân đen. Đó. Nếu mà đi cầu ra máu đỏ tươi thì thường là nguyên nhân của xuất huyết tiêu hóa dưới, tức là những nguyên nhân nằm ở vùng đại tràng chậu hông hoặc là trực tràng. Những cái triệu chứng có thể khác có thể thấy gặp là chúng ta thấy cái triệu chứng của tình trạng mất máu cấp, tức là khi mất máu nếu cái lượng mà vừa phải hoặc là đủ nhiều thì người bệnh có thể thấy xanh xao, mệt mỏi, đổ mồ hôi, và nếu cái lượng nhiều hơn là có thể ngất xỉu, rất là nguy hiểm. Và một nếu nặng hơn nữa thì người bệnh có thể vô sốc, tức là cái thể tích máu mà mất hơn 20% cái lượng máu của cơ thể thì có thể sốc, lúc đó thì bị tri giác, bệnh nhân có thể là mất tri giác, mạch nhanh, huyết áp có thể tụt, tức là bệnh nhân vô sốc do mất máu. Dạ, và có ý kiến là nghe được á, là mọi người bảo xuất huyết tiêu hóa có thể dẫn đến tử vong. Điều này có đúng hay không ạ? Vâng, nếu như xuất huyết tiêu hóa thì là tùy nguyên nhân. Nếu xuất huyết tiêu hóa nặng, chúng ta không can thiệp được nguyên nhân thì hết cái lượng máu trong cơ thể, hoặc bệnh nhân vô sốc mà chúng ta không có điều trị kịp thời, không có hồi sức kịp thời thì chắc chắn bệnh tỷ lệ tử vong rất là cao. Thưa bác sĩ, khi bệnh nhân nhập viện thì sẽ được tiến hành chẩn đoán như thế nào ạ? Khi bác sĩ tại phòng cấp cứu hoặc là phòng khám tiếp cận bệnh nhân có những cái triệu chứng mà xuất huyết tiêu hóa, ví dụ nôn ra máu hoặc là đi cầu ra máu hoặc đi cầu phân đen hoặc là triệu chứng mất máu cấp hoặc là vô sốc, thì đầu tiên là chúng ta phải đánh giá được tổng trạng chung của bệnh nhân, cái lượng máu mất này có ảnh hưởng tới tổng trạng bệnh nhân hay không, để chúng ta thực hiện sơ cứu kịp thời. Rồi sau đó chúng ta thực hiện những cái động tác dùng thuốc hoặc là những cái phương pháp thủ thuật để làm sao cho cái việc chảy máu này nó dừng lại, tức là không còn chảy máu. Sau khi mà không còn chảy máu, chúng ta đánh giá lại người bệnh, coi cái chuyện mà chảy máu có ảnh hưởng, tức là cái lượng máu mất
có cần thiết phải bồi hoàn lượng máu mất hay là bồi hoàn dịch truyền để bù lại cái thể tích hay không. Sau khi bệnh nhân ổn định thì chúng ta xác định lại nguyên nhân chảy máu là do đâu, thì chúng ta tiếp cận theo kiểu như vậy, thì điều trị phải điều trị tổng quát cho bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, thì hy vọng là bệnh nhân sẽ khỏi bệnh được. Dạ, và hiện nay việc điều trị cho xuất huyết tiêu hóa được thực hiện như thế nào ạ? Điều trị nó hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên nhân, vào tình trạng của xuất huyết tiêu hóa. Đây là dạng xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng, mức độ trung bình hay mức độ nhẹ, và phụ thuộc vào vị trí của chảy máu. Cái mục tiêu của chúng ta điều trị xuất huyết tiêu hóa là làm sao chúng ta phải cầm được máu chảy, rồi chúng ta phải bồi hoàn cái lượng máu mất nếu như có chỉ định, và chúng ta phải điều trị được nguyên nhân. Nếu những cái xuất huyết tiêu hóa mà nhẹ vừa phải thì chúng ta có thể sử dụng bằng thuốc uống. Tuy nhiên, nếu như những cái xuất huyết tiêu hóa nặng khác thì chúng ta đặc biệt, ví dụ như là vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, thì chúng ta nếu mức độ nhẹ chúng ta có thể qua nội soi tiêu hóa chúng ta chích sơ. Nếu nặng hơn chúng ta có thể sử dụng cái sông Blackmore đặt trong thực quản để chèn ép những cái vỡ giãn tĩnh mạch thực quản. Còn nếu như xuất huyết ở vùng dạ dày do những cái ổ loét thì chúng ta có thể sử dụng là nội soi, qua nội soi chúng ta có thể chích cầm máu. Còn nếu những cái nguyên nhân khác ở vùng ruột non là do túi thừa, do polyp thì chúng ta, hoặc là do u, thì nếu điều kiện cho phép chúng ta có thể dùng can thiệp mạch tạng, tức là sử dụng DSA can thiệp mạch tạng để tắt cái mạch máu nuôi, cái chỗ đang chảy máu thì có thể can thiệp được. Nếu thất bại thì chúng ta có thể phẫu thuật để cắt bỏ cái túi thừa Mekken này, hoặc là cái polyp, hoặc là cái u của vùng ruột non gây chảy máu. Tương tự như vậy thì về đại tràng thì có thể xuất huyết do túi thừa, do u hoặc do polyp, chúng ta cũng có thể là dùng can thiệp mạch tạng, hoặc là chúng ta có thể phẫu thuật để giải quyết nguyên nhân. Qua chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy là căn bệnh xuất huyết tiêu hóa nếu như không được điều trị và đi đến những cái giai đoạn muộn thì hoàn toàn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy rất mong là quý vị khi chúng ta có những cái dấu hiệu đầu tiên cảm thấy khó chịu, cảm thấy là dấu hiệu sao mà giống với bác sĩ đã từng đề cập đến căn bệnh này quá, thì xin quý vị chúng ta sẽ gặp bác sĩ ngay để nhận được những cái chẩn đoán thật chính xác. Qua đó quý vị sẽ có phương pháp điều trị phù hợp để giúp cho quý vị nhanh chóng hồi phục quý vị nhé. Xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ạ. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn vào sáng ngày mai. Quý vị nhớ mở TV và tiếp tục ủng hộ theo dõi chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.